Trước khi mình làm thì mình chuẩn bị cái dĩa xà lách nha các bạn, để mình để kênh channel của mình Cuộc Sống ở Pháp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giới thiệu với các bạn cái món cá lăn bột nha. Mình sử dụng là cá sô mai nha. Thì mình nếu mình không ăn da cá sô mai thì mình có thể để ra ngoài nha. Mình lóc. Còn mình muốn ăn da thì để và cái mình lăn bột mình chiên thôi. Ăn với xà lách tùy theo mình nhé. Cá sô mông á, bây giờ thì nó cũng tùy theo lúc. Hôm nay mình mua nó được son thì có 16 đồng ký thôi. Nhưng mà bữa mình mua là 25 đồng ký. Ủa, 20 chứ, nó lộn. 20 đồng ký. Chứ mỗi bữa mua 20 mấy 30 đồng ký thôi. Dĩa cá mình đã làm xong rồi ha các bạn. Rồi bột mình cũng làm lần như lần trước nha, cứ một muỗng bột bắp, hai muỗng bột mì, cái mình để nước từ từ vào, mình để cho nó sạch sạch nha, chứ đừng có tùy theo mình ha. Bây giờ mình biết lượng cá nhiều thì mình cứ làm tăng thêm nha. Bột bắp á, nhiều thì nó giòn thôi chứ không có gì hết. Ngon thôi, bây giờ chuẩn bị mình chiên nha. Trước khi mình làm thì mình chuẩn bị cái dĩa xà lách nha các bạn, để mình để chả cá lên, cá dơ chiên bột nha, cho nó đẹp nha. Đây, người thấy không, mình đã sắp xếp sẵn rồi đó. Rồi bây giờ mình nhúng cá mình chiên nha các bạn. Thank you.
Rồi món cá là đơn giản cho mình vậy thôi nha các bạn. Nhìn dễ thương không? Cái này là phải ăn chung với nước mắm chấm nha. Sốt sốt chua ngọt Việt Nam nha. Sao con mặc áo kiện ra cái? Em đang đi pyjama. Nhưng mà đổ ăn kỳ. À. Cái áo mặc kỳ. Bẻ cổ áo lại. Nó không biết cái cổ áo là cái gì kìa. Tôi đi, tôi đi. Cổ áo là cái gì? Con bẻ lại cho mẹ. Đâu có lộn vô bên trong được. Oh, Lenny, Mr. Bassa, Lenny hả? No, no, no. Rồi, con chào lại đi. Xin chào bác và các con, chị và các con. Con kính chào. Con kính chào. Rồi, tiếp. Con bà con xin chị và các bạn. Rồi, sao nữa? Ăn gì cháu? Ăn cơm với con mời. Con mời đi. Ăn cơm với con mời. Trời ơi, con kính mời. Ngồi dậy đàng hoàng. Ông bà. Ông bà con chào chị và các bạn. Ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Thôi con nó nói mà cứ như là không nói. Ăn hai. Đẹp trai quá mất cỡ hả? Vậy chứ sao? Yes. À, ăn ngon không? Ủa Phi Ly không lấy ăn cá con? Sao không thích ăn cá hả? Sao hả? Cá poisson ngon lắm. Con trai nước tương. Ăn với nước tương ngon. Nha. Hôm nay ăn cơm không vậy hả? Không ăn nước tương ngon à? Trai nước tương lên ăn ngon lắm ba. Ừ. Ăn ngon. Em nãy em thử nước tương cũng ngon. Nè. 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 Ê đi. Cô nói đâu rồi? Việt Nam. Thử nước tương ngon. Anh hai đừng có lấy tay che mặt anh hai. Đã xấu rồi mà còn đi che nữa chứ vậy. Anh chỉ nhìn mất. Bình thường ta đè ta mới che. Chị ông chỉ nhìn mất. Chị như vậy thả mất. Ăn đại đi anh ơi. Ai không có quay nữa đâu. Không quay con nữa đâu. Quay một cái nhà.